Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, hướng về Bác với tất cả sự kính trọng, biết ơn người cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năng động sáng tạo, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Trong chương trình thời sự truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 105/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá 1 năm triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sơn La sẵn sàng cho chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Chiều nay, ngày 19 tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 105/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 105 của Bộ Chính trị và dự thảo quy định sửa đổi bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Sau 5 năm triển khai thực hiện quy định số 105 của Bộ Chính trị đã góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, đẩy mạnh việc đổi mới quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời hơn việc kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Đối với dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, sửa đổi bổ sung sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập trong công tác phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét bổ sung một số nội dung như quy định cụ thể về trường hợp đặc biệt về độ tuổi. Tại điều 8, đề nghị bổ sung thêm ý quy định việc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ngoài cơ cấu cứng theo quy định của Bộ Chính trị. Xem xét bổ sung thêm chức danh bổ nhiệm và chức danh cao hơn chức danh bổ nhiệm. Đối với thực hiện thí điểm một số chủ trương mới về bổ nhiệm giới thiệu ứng cử cần có quy định cụ thể thêm phù hợp với điều kiện thực tiễn khách quan để triển khai thuận lợi hơn. Quy trình thủ tục bổ nhiệm lại giới thiệu tái cử đề nghị bổ sung trường hợp với 50% số phiếu tại các hội nghị thì do người đứng đầu xem xét và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cao, sát thực tiễn của các tỉnh thành phố. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ bổ sung hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định 105 của Bộ Chính trị và quy định sửa đổi bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Chiều nay, ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Mở đầu chương trình hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu ra mắt bộ sách Vang vọng lời nước non, đường chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, xuất bản bộ ấn phẩm
vang vọng lời nước non mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Đối với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong các kết quả đạt được, nổi bật là 4 nội dung, đó là qua thực hiện cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19, các kế hoạch chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống. Nổi bật là việc giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các địa phương ban ngành đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, kết luận số 21 năm 2021 khóa 13. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo kết luận số 01 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tập trung thực hiện 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và sáng ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và đền thờ Bác Hồ khu vực quảng trường Tây Bắc. Tham dự buổi lễ dâng hoa, dâng hương có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác kính yêu. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nguyện chung sức đồng lòng thực hiện di chúc của Người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu gương vừa là trách nhiệm vừa là giải pháp quan trọng để vận động quần chúng nhân dân theo Đảng làm cách mạng. Nêu gương là giải pháp để hướng dẫn mọi người thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều cán bộ đảng viên bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống đã trở thành những hạt nhân trong các phong trào thi đua. Với quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, Bí thư chi bộ, trưởng bản Lèo Văn Ki ở bản Nang Phai, xã Mường Bú đã biết phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong lời nói và hành động của 34 cán bộ đảng viên trong chi bộ trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Để rồi thành quả hôm nay là những tuyến đường liên bản, nội bản được bê tông hóa, bản Nang Phai ngày càng khang trang phát triển. Các đồng chí đảng viên là phải đào tạo gương mẫu trước, Một là hiến đất, trường hợp đi tuyến đường bảo nội bản, vướng hàng rào ông nọ vẫn A vẫn B chẳng hạn, hết bao nhiêu mét vuông phải hiến đất. Thì trong khi đó là các gia đình có công với cách mạng mà các đồng chí đảng viên phải đầu tàu gương máu cho dân đi theo sau thì mới nói được. Ở các vùng sâu, vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, trẻ em ở những vùng này vẫn còn chưa được chăm sóc đầy đủ. Để chia sẻ gánh nặng khó khăn, giúp các em học sinh đến trường với bữa ăn đủ dinh dưỡng, một dự án với tên gọi Thân Thương Nuôi Em của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đang ngày một lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình người, của những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.
Đối với dự án nuôi em Mộc Châu thì đã triển khai tại các địa bàn của huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 1.878 em được nuôi cơm trưa tại 41 điểm trường của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Và hiện nay Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng cũng như là Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ tiếp tục mở rộng mô hình dự án nuôi em. Học Bác, làm theo Bác không chỉ bằng tinh thần lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể. Để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nền nếp, thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành quy định số 349 về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt các trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và tiếp tục nêu gương thực hiện tốt 6 nội dung mà chỉ thị 18 đã đề ra. Trong đó, thực hiện nghiêm việc chấp hành và sử dụng thời gian làm việc hiệu quả, khoa học, không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Những việc làm cụ thể, thiết thực và kết quả đạt được của họ đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Sáng nay, ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư và khai mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hội nghị đã quán triệt một số văn bản mới của các bộ ngành trung ương về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung các giải pháp quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, ra soát kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo tiến độ tổ chức và phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư và khai mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được tỉnh Sơn La triển khai theo đúng kịch bản nội dung đã được thông qua và đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các điều kiện để sự kiện dự kiến diễn ra theo đúng kế hoạch. Các tiểu ban khánh tiết, an ninh trật tự, lễ tân, hậu cần, tài chính đã chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ sự kiện. Hội nghị đã thông qua báo cáo tiếp thu các ý kiến tham gia vào tờ trình số 343 ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tờ trình số 344 ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh đã có trong quy hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các tiểu ban giúp việc chuỗi các sự kiện tiếp tục rà soát các công việc được giao, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc để ban chỉ đạo có phương án giải quyết. Về việc tổ chức các sự kiện, yêu cầu phải có kịch bản ngắn gọn, cô đọng, dễ dàng, đảm bảo tổ chức chuỗi sự kiện chu đáo, an toàn theo kế hoạch. Đối với chủ trương bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La, việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh đã có trong quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung, rà soát công suất các dự án phù hợp với những yêu cầu của Bộ Công Thương, rà soát đánh giá tác động môi trường và bổ sung những yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Sáng ngày 19 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2022 với Công ty Bảo hiểm PVI Vĩnh Phú. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Minh An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Sơn La.
chương trình thỏa thuận hợp tác được hai bên ký kết thực hiện trong 5 năm với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các bên, trong đó đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, bảo hiểm tai nạn ốm đau với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất. Sau hội nghị này, Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp với công ty bảo hiểm PVI Vĩnh Phú triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phối hợp năm 2022, các năm tiếp theo đạt được mục tiêu đề ra. Chiều ngày 18 tháng 5, Thành ủy Sơn La đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Tới dự lễ có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng 75 năm, 65 năm, 60 năm cho 15 đảng viên thuộc Đảng bộ các phường, tô hiệu Triềng Cơi, Triềng Lề, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Triềng An. Trong đó có 4 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng thời phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập noi theo. Nhân dịp này, Thường trực Thành ủy cũng đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Huy Bắc, chi bộ tổ 7, Đảng bộ phường Tô Hiệu. Sáng ngày 19 tháng 5, thành phố Sơn La đã tổ chức lễ trồng cây nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 tại xã Hua La, thành phố Sơn La. Tới dự lễ trồng cây có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sơn La. Trước khi tham gia lễ trồng cây, các đại biểu đã đến dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, quảng trường Tây Bắc. Trong không khí trang nghiêm, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác kính yêu. Tại lễ ra quân trồng cây, trên 200 cây ban phân tán tại tuyến đường giao thông từ đập hồ Bản Mòng đến bản Nẹ Tở, xã Hua La để tạo bóng mát, không khí trong lành, tạo cảnh quan bảo vệ môi trường, phủ xanh đồi chọc trên toàn thành phố. Nhân dịp này, các xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt ra quân trồng 2.800 cây xanh, chủ yếu là cây ban, sấu, chám, tập trung ở các khu vực, các tuyến đường, khu trung tâm các xã phường và các tổ bản. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, và sáng ngày 19 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã đến dâng hương đền thờ Bác Hồ tại quảng trường Tây Bắc. Trong không khí thành kính trang nghiêm, tuổi trẻ tỉnh Sơn La đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì Tổ quốc Việt Nam độc lập. Giữa những ngày tháng năm lịch sử, các hoạt động dâng hương, tìm về địa chỉ đỏ của tuổi trẻ đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tuổi trẻ tỉnh Sơn La nguyện hứa với Bác tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng. Dù khó khăn gian khổ, vẫn phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh, giàu đẹp. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và 63 năm ngày Bác lên thăm và nói chuyện với đồng bào Tây Bắc mùng 7 tháng 5 năm 1959. Và sáng ngày 19 tháng 5, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Thuận Châu. Khắc ghi lời dạy của Bác năm xưa, ngày nay đồng bào bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, quét sạch bọn phá hoại, làm cho mọi người đều được ấm no, đều được biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc yên vui. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu nguyện thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Thuận Châu phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định về chính trị và quốc phòng an ninh.
Sáng ngày 19 tháng 5, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đã tổ chức dâng hương tại khu di tích Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, công nhân nông trường quốc doanh Mộc Châu, nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện và các di tích lịch sử trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu đã dâng hương thể hiện lòng thành kính biết ơn đến vị cha già kính yêu của dân tộc, nhà cách mạng thiên tài trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, đoàn kết quyết tâm xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025. Sáng ngày 19 tháng 5, huyện Sốp Cộp tổ chức phát động trồng cây phân tán nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Huyện Sốp Cộp đã phát động các cơ quan trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, ủy ban nhân dân các xã và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, góp phần tạo bóng mát gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Phấn đấu trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, toàn huyện trồng hơn 2.000 cây phân tán, góp phần cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 5, tại sân vận động huyện, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng quê hương đất nước đổi mới, tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Ngày 21 tháng 5 tới, các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ chinh phục các cung đường mòn độc đáo với cự ly lên tới 70 km qua các ngọn đồi, bản làng, các vườn cây trái và đồi chè bạt ngàn tại mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp. Được ra mắt từ năm 2019, Việt Nam Trail Marathon đã trở thành một trong những giải chạy địa hình lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Các năm trước đây, giải chạy thường được diễn ra vào mùa hoa đẹp nhất trong năm khi hoa mơ, hoa mận nở trắng khắp núi rừng Tây Bắc. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải chạy lùi vào tháng 5 này. Cung chạy sẽ đi qua các vườn cây ăn quả, xuyên qua các bản làng của người dân tộc thiểu số trước khi kết thúc tại đồi chè trái tim Mộc Châu. Việt Nam Trail Marathon nằm trong hệ thống giải chạy Việt Nam Trail Series được tổ chức bởi Topaz. Topaz hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với tư cách là một công ty du lịch mạo hiểm và kinh doanh khách sạn. Ngoài niềm đam mê với thể thao và các hoạt động ngoài trời, còn tổ chức các sự kiện cho những người muốn có trải nghiệm đặc biệt. Ban tổ chức giải sẽ trích ra một phần kinh phí đăng ký để sử dụng cho các hoạt động từ thiện, chủ yếu là các em nhỏ lang thang cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngành giao thông vận tải tỉnh đã chủ động lên kế hoạch xây dựng các phương án, rà soát các vị trí xung yếu, ảnh hưởng của mưa lũ để khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa năm 2022. Tại km 4,750 đường tỉnh lộ 103, cứ sau mỗi trận mưa lớn thường xuyên xảy ra tình trạng sụt trượt ta luy âm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua đây. Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Sơn La cũng đã cử cán bộ kịp thời xuống hiện trường để kiểm tra xác minh thiệt hại, và phối hợp với đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên chủ động phân luồng, rào chắn trang dây tại vị trí sụt trượt, đồng thời cắm biển báo cảnh báo sạt lở ở hai đầu để cảnh báo cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Còn trên tuyến quốc lộ 4G, hiện nay Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông 1 Sơn La đang tiến hành rà soát lại toàn tuyến, lên danh sách những điểm có nguy cơ sạt lở cao để có các phương án xử lý. Giải pháp thì là hạt trưởng tuần đường thường xuyên tuần tra kiểm tra tuyến, lắm bắt thường xuyên liên tục về an toàn giao thông trên tuyến. Thứ hai là tập trung thông công rãnh, khơi thông dòng chảy khi mùa mưa bão đến. Hạt đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng vật tư, vật liệu, hậu cần, phương tiện sẵn sàng thực hiện đảm bảo giao thông theo phương châm 4 tại chỗ. Với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng chi tiết trên từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, phòng khi có sạt lở xảy ra.
Ngay trước mùa mưa lũ, Sở Giao thông Vận tải cũng đã chủ động tăng cường cái công tác phối hợp trong cái công tác khắc phục mưa lũ đảm bảo giao thông. Rồi đối với Sở Giao thông thì cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường là tiến hành rà soát các cái vị trí xung yếu, các vị trí mà có nguy cơ xảy ra sạt trượt để mà xây dựng các cái phương án bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực, rồi rà soát các cái vật tư dự phòng. Với việc chủ động phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai từ sớm từ xa, ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La nỗ lực thực hiện tốt chức năng đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất, đảm bảo giao thông được thông suốt an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối ngày 18 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các vận động viên của Sơn La tiếp tục đóng góp vào thành tích huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay với thành tích một tấm huy chương vàng điền kinh nữ. Lò Thị Hoàng là cái tên gây chú ý nhất trong buổi thi đấu chiều ngày 18 tháng 5 khi cô đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại hơn 15 năm nay ở nội dung ném lao nữ. Với thành tích 56m37, cô gái Thái Sơn La giành huy chương vàng đầy thuyết phục, phá kỷ lục 55m97 do vận động viên Buban Pamang, người Thái Lan thiết lập từ SEA Games 24 năm 2007 tổ chức tại Thái Lan. Lò Thị Hoàng đã có màn trình diễn ấn tượng và hoàn thành mục tiêu đổi màu huy chương tại kỳ đại hội trên sân nhà. Vâng, xin được chúc mừng Lò Thị Hoàng và các cô gái của Sơn La đã giành được những thành tích rất ấn tượng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi đã có sự nỗ lực rất lớn tại kỳ SEA Games năm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không khí sôi động ở bộ môn thi đấu cử tạ cùng với phóng viên Cầm Giang, nơi Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đảm nhận vai trò truyền hình trực tiếp các nội dung thi đấu tại đây. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thật vinh dự cho tôi khi được hòa mình vào bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu môn cử tạ SEA Games 31 này. Và điều đặc biệt hơn, rất tự hào khi những đồng nghiệp của tôi cũng đang trực tiếp ghi hình tại đây. Lần đầu tiên được tham dự ghi hình một sự kiện thể thao lớn như thế này thì cảm xúc trong anh hiện tại như thế nào? Hiện tại thì bản thân tôi và cả ekip của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La rất là cảm thấy vui và tự hào khi được tham gia một sự kiện lớn như thế này. Vậy ekip đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sẵn sàng cho buổi ghi hình trực tiếp ngày hôm nay? Đến với sự kiện này thì cả ekip đã có sự nỗ lực cố gắng hết sức từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, tổ chức tập luyện, tập huấn và ghi hình thử nghiệm. Vâng, thưa quý vị, môn thi đấu cử tạ tại SEA Games 31 sẽ thi đấu từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội với 14 hạng cân, 7 hạng cân cho nam và 7 hạng cân cho nữ. Vận động viên Khổng Mỹ Phượng của Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn cử tạ Việt Nam với tấm huy chương bạc ở hạng cân 45kg nữ. Cùng ngày, kỷ lục SEA Games được phá bởi nam vận động viên Lại Gia Thành hạng cân 55kg với thành tích 268kg. Bầu không khí thi đấu diễn ra sôi động tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội trước các trận thi đấu của nước chủ nhà Việt Nam dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nước nhà. Vâng, thưa quý vị các bạn, những người làm truyền hình chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem tới cho quý vị khán giả những hình ảnh chân thực, sống động và kịp thời nhất, góp phần tạo nên thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết các nơi trong tỉnh. Thành phố Sơn La nhiều mây, không mưa, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ 19 đến 27 độ. Huyện Thuận Châu nhiều mây, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Huyện Quỳnh Nhai nhiều mây, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Huyện Mường La nhiều mây, đêm không mưa, nhiệt độ 22 đến 31 độ. Huyện Mai Sơn nhiều mây, không mưa, nhiệt độ 19 đến 27 độ. Huyện Sông Mã nhiều mây, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 30 độ. Huyện Sóc Cộp nhiều mây, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 30 độ. Huyện Bắc Yên nhiều mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 19 đến 26 độ. Huyện Phú Yên nhiều mây, không mưa, nhiệt độ 21 đến 29 độ.
huyện Yên Châu nhiều mây không mưa, nhiệt độ 21 đến 29 độ. Huyện Mộc Châu nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 16 đến 24 độ. Huyện Vân Hồ nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 15 đến 23 độ.